Xin chào tất cả các bác, các anh em. Đây là chiếc bàn số X12, một bằng tranh để mà gửi cho một chú em Hà Nội. Chú có đặt em một chiếc bàn số X12 hàng bãi, một bằng tranh. Và chú này là khách quen của em, đã từng mua bàn số của em. Trước đây chú này có mua của em chiếc bàn số Theta K6E. Và bây giờ lại đặt cho anh em người nhà một chiếc bàn số X12 hàng bãi. Thì chú này có yêu cầu về cái vấn đề nó như thế này. Tức là về hát ấy, thì chú này sẽ sử dụng một đôi BMB. Hôm qua thì em có test thử rồi, một đôi BMB và một bộ nghe nhạc nữa. Thì theo yêu cầu của chú em này ấy, thì về cái phần hát ấy, thì sẽ kết nối vào cổng main để mà ra đôi BMB để mà hát karaoke. Thế còn về phần nghe nhạc thì chú này có yêu cầu là sẽ đưa ra cái cổng sâu giao để mà như vậy là kết nối với bộ nghe nhạc. Thì vấn đề mà làm nhạc ấy thì theo em nói như thế này này, không có một chiếc loa nào mà không căn chỉnh mà nó hay được, kể cả loa nằm, loa phun, loa sáng tiếng hay tối tiếng, hay là bất kỳ một cái dòng loa nào. Đấy là nói về loa. Nếu loa mà như vậy là không căn chỉnh cũng không thể hay được. Thế còn trên vang số nếu không căn chỉnh cũng không bao giờ hay được. Và đối với vang số ấy, thì nó lại có một cái khác so với thiết bị nghe nhạc như này. Nhà sản xuất đấy là sản xuất ra vang số phục vụ cho vấn đề ca hát, cho nên nó sẽ có lợi về cái giải trung và cái giải trung cao. Cho nên các bác thấy em chia sẻ các video clip làm phần nhạc ở trên vang số ấy, thì hầu như là 100% là giảm về trầm, giảm trung trầm, giảm trung, giảm trầm, trung trầm này, giảm trung cao, và check thì có tăng. Thì đấy là một cái mà theo em thì qua kinh nghiệm căn chỉnh rất nhiều loại vang số và qua cái phản hồi của các bác anh em khi mà nhận vang số của em. Cho nên rằng là em có thể là chia sẻ với anh em một cái vấn đề chung chung như thế. Tức là đối với loa mà chúng ta không căn chỉnh ở trên các thiết bị mà phát ra loa ấy, thì cũng không bao giờ hay được đâu. Kể cả loa đến 2-30 triệu hoặc 5-70 triệu, nếu chúng ta không căn chỉnh nó không hay được đâu. Có những cái đôi loa như JBL KB4012 ấy, nếu như mà hàng mới nó 40 triệu, nhưng mà nếu như chúng ta không căn chỉnh trên những thiết bị mà cấp tín hiệu cho nó thì không bao giờ hay được đâu, kể cả BMB hay là nhiều loại và loa khác. Thế còn trên vang số cũng thế thôi. Một cái đặc điểm trên vang số là nhà sản xuất là làm nó không phải là dư, nhưng mà nhà sản xuất sẽ chú trọng vào cái giải trung và giải trung cao. Cho nên là khi mà chúng ta làm vang số ấy, là chúng ta phải là giảm trung cao và giảm trung cao và giảm trung này. Thì bây giờ thì các chế độ thì nó như thế này. Nó mang chất là đặc tính của phần âm sắc, cho nên chế độ đầu tiên là chế độ tối tiếng này. Kể cả là về phần hát, phần hát nó phục vụ cho loa BMB, và phần nghe nhạc là nó phục vụ cho bộ nghe nhạc, để cho nó có tính chất đồng đều giữa cái phần đầu vào này, giữa cái phần đầu vào và phần đầu ra. Bởi vì chế độ tối tiếng là chế độ mà nếu giảm bát và làm cho sáng tiếng. Thế cho nên là khi mà chúng ta làm cái nhạc đầu vào này là đã có tính chất là như vậy là cắt tần số thấp của phần music đã cao rồi. Thì ở phần đầu ra ấy, thì đây nó cũng mang cái đặc tính của cái phần sáng tiếng. Thì các bác thấy rằng là đây là cái phần sáng tiếng này. Còn chế độ thứ hai là chế độ sáng tiếng. Thì chế độ sáng tiếng này thì nó dịu tiếng hơn. Nó dịu tiếng hơn bởi vì là sử dụng cho loa phun hoặc là cái loa mà chất âm nó sáng thì nó dịu hơn. Thì đây là bốn chế độ mà em làm, là bốn chế độ nhạc khác nhau. Thế còn chế độ nịnh giọng này. Chế độ nịnh giọng ấy thì là một cái chế độ mà effect nhiều về cái phần hát đi. Thế còn về phần nghe nhạc các bác sẽ thấy như này. Đây là một cái chế độ mà có thể sử dụng cho cái nhạc sôi động, tức là nhạc dè mic, nhạc DJ, hay là các bác thích sử dụng về cái âm trầm nhiều ấy, thì như vậy là các bác sẽ nghe chế độ này, là chế độ mà nó tăng bass này và tăng check này. Và một chế độ nữa là chế độ thứ tư là chế độ dì vợt, nói về hát là chế độ dì vợt. Thế còn về cái phần cổng sâu giao để cấp cho cái bộ nghe nhạc thì sao? Các bác sẽ thấy như này là nó có những cái mà nó khác nhau, nó có những cái khác nhau. Thì bây giờ sẽ mở thử bốn chế độ này đi. Cho nên khi các bác anh em mua một chiếc vang số có thể nhỉnh hơn một chút, nhưng các bác anh em sẽ có những cái sự phân tích chia sẻ để cho các bác anh em vận hành sử dụng tốt hơn. Và hai nữa là trong quá trình làm là sẽ kỹ càng hơn. Thì đây nó là một cái cấu hình mà chất âm nó sáng này. Thank you.
tìm đâu thấy kỷ niệm bởi một màu hoa. Và chia sẻ luôn các bác như thế này này, những cái tần số mà em đã chủ định này, những cái tần số mà em chủ định này, ở đây không phải là những cái mà em đặt mà nó vu vơ đâu, mà những cái tần số này ấy là nó sẽ liên quan đến phần âm sắc này, 14.500 này, 10.300 này, 5.550 này, 3.003 này, 2.002 này. Những cái tần số này ấy là những cái tần số mang chất cơ bản, 630 này, chỗ này là 397 này, chỗ này là 250 này, 180 này và 130. Những tần số này là những tần số nó mang chất là cơ bản ở trong một cái giải quay dư ở trong cái phần nhạc hay là cái phần mic. Thì các bác thấy rằng đây là các cái tần số cơ bản, tần số cơ bản mà em đã mang chất chủ định. Thì khi mà các bác anh em sử dụng ấy, có thể là như thế này, các bác muốn tăng bát ấy thì có hai cách. Một là sẽ em giảm rồi ấy, em giảm rồi thì các bác có thể là giảm ít hơn này là một này, giảm ít hơn là một. Hai nữa vẫn để nguyên cái mà em đã giảm, các bác cho giá trị quy lớn lên, sẽ cho giá trị quy lớn lên nhé. Có hai cách để mà tăng hay giảm. Nếu như bây giờ chúng ta muốn nhiều bát, chúng ta có thể là thay đổi cái biên độ này ít hơn em đã giảm, tức là các bác sẽ giảm ít hơn. Em đã giảm âm 3 dB chẳng hạn thì các bác sẽ giảm là âm 2 dB. Đấy là một cách. Cách thứ hai, các bác sẽ để giá trị quy này lớn này, để giá trị quy lớn. Đấy là những cái mà như vậy là em chia sẻ các bác và anh em về cái vấn đề equalizer. Thế còn giả dụ chế độ sáng tiếng này chẳng hạn, thì những cái tần số đây ấy, thì nó mang cái chất là chủ định này, chủ định này. Đây nó mang cái đặc trưng của cái tần số về âm thanh. Ở đây các cái tần số đây, các bác có thể là thấy được đây là ở chế độ số 2 này, đây là các cái tần số này, các cái tần số mà em đã đặt này, đây các tần số đã đặt này, đây các tần số đã đặt. Thì bây giờ sẽ thử chế độ số 2 này. Còn lại đây những khung trời chưa vơ, tháng năm lòng ngóng chờ. Chế độ 3 này. Rồi từ đó những đêm buồn mang tới, thương nhớ khôn nguôi người xưa xa cách rồi, ân tình suốt đời giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi. Nhìn màu một vấn đề nữa là trên cái cổng này ấy là chỉ để mỗi nhạc không này, chỉ để mỗi nhạc không, còn các cái phần như là mic, phần này cho gì vợt là cắt bỏ hết này. Thì đây là em cũng làm 4 chế độ ở trên cái chiếc vang số X12 và chuẩn bị gửi cho một chú em Hà Nội, thì cũng chia sẻ với lại các bác và anh em, đồng thời là test để cho chú em này có thể là nghe được cái chất nhạc mà em làm ở trên cái cổng sâu giao ở trên dòng vang số X12.